Chào mừng quý chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video buổi sáng ngày 3 tháng 7 năm 2024. Chúng ta đang có mặt trên con đường 3 tháng 2 là con đường Trần Quốc Toản năm xưa. Theo hướng này chúng ta đi về bên Đầm Sen anh chị. Trong buổi sáng ngày hôm nay Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có một ngày làm việc thành công và hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cập nhật tình hình đường phố Sài Gòn ở quận 5, quận 10 cũng như là chia sẻ một vài thông tin về vàng cũng như là đô la để gửi đến quý vị. Trên con đường 3 tháng 2 này, con đường Trần Quốc Toản ngày xưa chúng ta thấy lưu lượng xe cộ lưu thông rất là dày đặc luôn. Phải nói đây có thể cho thấy là trục đường chính nó sẽ bắt đầu từ ngã 6 công trường Dân Chủ quận 10 đi về tích đến đường Hồng Bàng quận 5 quận 6 anh chị. Và lời nói đầu tiên Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống của chúng ta. Phải nói cuộc sống người Sài Gòn thì đâu đó cũng còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Với việc cơm áo gạo tiền mỗi ngày đã và đang và sẽ tiếp tục làm cho mọi người trong cuộc sống của chúng ta chịu rất nhiều áp lực về công ăn việc làm. Sài Gòn của chúng ta là một trong những thành phố mà có một số lượng xe máy đổ dồn về rất đông, đặc biệt là các tỉnh miền Tây, miền Trung và thậm chí là miền Bắc, người ta cũng đổ dồn về Sài Gòn để mà làm ăn, học hành. Hà Nội cũng vậy anh chị, Hà Nội thì bà con ở các tỉnh lân cận xung quanh cũng đổ dồn về thủ đô để mà tìm kiếm cơ hội công ăn việc làm, học hành cho chính bản thân, gia đình và con cái của họ. Xe cộ Hà Nội dày đặc trên tuyến đường này. Đoạn đường từ ngã 6 công trường Dân Chủ cho đến ngã 4 của đường Lê Đại Hành và 3 tháng 2 thì phải nói lúc nào cũng đông luôn anh chị. Kính thưa quý vị, như vậy thì trong sáng ngày 3 tháng 7 năm 2024 thì chúng ta thấy rằng vàng nhẫn đã vượt 76 triệu đồng trên một lượng vàng rồi. Vàng thế giới trong ngày hôm nay cũng điều chỉnh giảm trước một áp lực tăng cao về lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ chị và đồng USD. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 3 tháng 7 hôm nay theo giờ Việt Nam thì cái giá vàng thế giới nó dao động ở cái mức là 2.330,01 đô la trên một ounce, như vậy giảm khoảng 2,5 đô trên một ounce anh chị. Thật sự mà nói thì cuộc sống của chúng ta nó là như vậy anh chị, bươn chải ngoài đường, mỗi người mỗi việc khác nhau. Ngày nay việc kiếm tiền là điều không hề dễ dàng như ngày xưa. Ngày xưa đôi khi chúng ta ngồi tại quán cà phê nhâm nhi một vài giọt cà phê đắng kèm với những tiếng nhạc du dương, chúng ta có thể nghĩ ra cách kiếm tiền một cách nào đó nó vẫn dễ dàng hơn bây giờ. Giá vàng 4 con số 9 của SJC buổi sáng ngày hôm nay và sáng ngày hôm qua thì không có gì thay đổi chị, vẫn duy trì ở cái mức là 76,98 triệu đồng trên một lượng vàng. Còn đối với vàng 4 con số 9 được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cập nhật vào lúc khoảng 9 giờ sáng ngày hôm nay thì giá vàng này vẫn ở cái mốc rất là ổn định luôn chị, rất là ổn định. Doji ở Hà Nội mua vào là 74,98 triệu đồng trên một lượng vàng, còn bán ra là 76,98 triệu đồng trên một lượng chị. SJC Sài Gòn mua vào ở cái mốc là 74,98 triệu đồng, còn bán ra là 76,98 triệu đồng trên một lượng vàng.
Doji ở tại Sài Gòn mua vào là 74,98 triệu đồng một lượng vàng, còn bán ra là 76,98 triệu đồng trên một lượng anh chị. Giá vàng thế giới nếu mà tính theo tiền Việt Nam và theo giờ Việt Nam vào ngày 3 tháng 7 hôm nay quy ra thì ở cái mức là 71,6 triệu đồng trên một lượng vàng mà thôi. Như vậy thấp hơn khoảng 5 triệu tư một lượng so với vàng trong nước của chúng ta. Xe cổ tại Sài Gòn của chúng ta phải nói là một thành phố lớn, một thành phố mà là trung tâm kinh tế của cả nước, là đầu tàu của cả khu vực phía Nam. Cho nên phải nói lượng xe cộ lưu thông ở trên tất cả các con đường ở tại Sài Gòn nó rất là lộn xộn và rất là phức tạp. Đôi khi chúng ta thấy không biết đi theo cái cách nào. Phải nói nếu như chúng ta so sánh giá vàng thời đỉnh điểm tháng 5 cho đến ngày hôm nay thì những người mua vàng, những nhà đầu tư người ta phải chấp nhận một con số lỗ mười mấy triệu đồng trên một lượng vàng anh chị. Lúc đó giá vàng SJC 4 con số 9 nó rơi tới 92,5 triệu đồng trên một lượng vàng. Còn bây giờ thì nó chỉ còn 70 mấy thôi. Rớt quá trời rớt luôn anh chị. Rất khủng khiếp. Đầu giờ sáng ngày hôm nay thì giá vàng SJC 4 con số 9 vẫn ở cái mốc bán ra là 76,98 triệu đồng. Và cụ thể thì công ty Bảo Tín Minh Châu đã niêm yết cái giá vàng nhẫn là 74,88 triệu đồng một lượng anh chị mua vào, còn bán ra là 76,18 triệu đồng một lượng. Như vậy là tăng lên 100.000 đồng so với sáng ngày hôm qua là ngày 2 tháng 7. Chúng ta đang có mặt ở trên con đường Lê Đại Hành, bên tay phải màn hình của anh chị là Lotte Max Lê Đại Hành. Có rất nhiều tòa nhà cao ốc ở đây, tòa nhà Flemington rất là nhiều anh chị. Mình sẽ quay trở lại để mình về bên hướng của chợ Thiết, cập nhật tình hình trực tiếp gửi đến quý vị. Đối với tập đoàn Doji thì niêm yết giá vàng nhẫn mua vào là 74,8 triệu đồng một lượng vàng, còn bán ra là 76,1 triệu đồng một lượng anh chị. Đối với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng tăng lên là 50.000 đồng một lượng vàng. Hiện nay thì giao dịch ở cái mức mua vào là 74, còn bán ra là 75,6 triệu đồng một lượng anh chị. Đặc biệt là giá vàng miếng SJC vẫn được các cái doanh nghiệp lớn ở Việt Nam của chúng ta niêm yết ở cái mức mua vào là 74,98 triệu đồng một lượng vàng, còn bán ra là 76,98 triệu đồng trên một lượng anh chị. Không có thay đổi nhiều so với ngày 2 tháng 7 năm 2024. Như vậy rõ ràng là anh chị biết là chúng ta đi phân tích và chúng ta đi so sánh với cái mức đỉnh điểm lúc mà tháng 5 á, ngày 10 tháng 5 á, thì giá vàng là 92,5 triệu đồng một lượng vàng. Giá vàng miếng cũng đã giảm hơn 15 triệu đồng. 15 triệu đồng anh chị. Một con số mà nói lạnh lùng luôn. Giảm quá trời giảm. Như vậy phải nói là hiện nay người ta đầu tư về vàng là cũng phải thận trọng anh chị, thận trọng. Đô la thì vẫn cho thấy ở cái đỉnh điểm là 25.8, 25.9 luôn anh chị, thay đổi từng ngày từng ngày. Ngày hôm qua mình đã làm một video clip đổi 500 đô la Mỹ ở tại Mai Vân, cửa Tây, chợ Bến Thành, thì 500 đô của mình nó không phải là đô mới, đô mình nó hơi cũ một chút xíu thôi. Thì có những tờ thì trừ 10.000 một tờ, còn có những tờ thì trừ 25.000 một tờ. Và ngày hôm qua thì giá đô ở ngoài thị trường tự do nếu 100 đô la Mỹ còn mới đó thì chúng ta bán được là 25.850.000 đồng. Thực sự mà nói thì chúng ta cũng không thể ngờ rằng là cái giá vàng nhẫn nó đang sắp ngang bằng với cái giá vàng miếng SJC anh chị. Ngang bằng với giá vàng miếng SJC. Thì bên tay phải màn hình của chúng ta đó là chợ Thiết anh chị.
hàng loạt các cái cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý ở tại phía trước cửa chợ Thiết. Bây giờ Tường Vũ Channel sẽ cập nhật tình hình tỷ giá đô la, tỷ giá ngoại tệ vào buổi sáng ngày 3 tháng 7 năm 2024 để gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn. Tỷ giá mà Tường Vũ Channel cập nhật là tỷ giá ở ngoài thị trường chợ đen và lúc nào nó cũng cao hơn tỷ giá ở trong ngân hàng. Và kính thưa quý vị, đồng đô la Mỹ, đồng USD trong buổi sáng ngày 3 tháng 7 năm 2024 này ở ngoài thị trường chợ đen mua vào là 25.818, bán ra là 25.878 anh chị. Như vậy 1.000 đô chúng ta bán được 25.818.000 đồng nếu mà đô la còn mới ha. Chứng tỏ là ngày hôm nay đồng đô la đang có dấu hiệu giảm xuống rồi. Ngày hôm qua là 25.850 tiền mới, còn hôm nay là chỉ 25.817 mà thôi. Đồng đô Úc thì mua vào ở cái giá là 17.016, còn bán ra là 17.116 anh chị. Đồng bảng Anh thì mua vào là 32.366, còn bán ra là 32.576. Đối với đồng Euro thì mua vào là 27.511, bán ra là 27.611 anh chị. Đồng franc Thụy Sĩ mua vào là 28.192, còn bán ra là 28.342. Đồng Canada thì mua vào là 18.660, bán ra là 18.760. Đồng Singapore mua vào là 18.934, bán ra là 19.034 chị. Đồng Yên Nhật thì nó vẫn giữ ở cái mức là 1.60 mua vào, còn bán ra là 1.62. Mua vào là chúng ta đến cửa hàng bán anh chị nhé, còn bán ra là cửa hàng bán cho chúng ta. Tỷ giá đô la Mỹ đồng USD nó vẫn cho thấy một sức mạnh cũng khá là tương đối ổn định, vẫn trên 25 là ok rồi. 1.000 đô là trên 25 triệu là chúng ta cũng thoải mái sử dụng rồi anh chị. Những trục đường chính ở tại Sài Gòn của chúng ta, quận 5, quận 10 thì phải nói là bà con đổ dồn vào đây rất là đông. Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2 nằm trên con đường Nguyễn Chí Thanh, là con đường Trần Hoàng Quân năm xưa, nó cũng rất là đông luôn. Phải nói rất là đông luôn anh chị. Hầu như những bệnh viện lớn ở tại Sài Gòn của chúng ta luôn rơi vào các cái tình trạng là quá tải, bệnh nhân rất là đông, và đặc biệt là người ở tỉnh thành lên Sài Gòn khám bệnh rất là nhiều. Hình như những người dân ở những tỉnh thành khác, người ta không có tin tưởng bệnh viện ở tỉnh hay sao đó, mà họ cứ đổ lên Sài Gòn quá đông luôn anh chị. Tất nhiên có những cái căn bệnh mà nó nguy hiểm, căn bệnh nó trầm trọng thì cần phải những bác sĩ giỏi, những bệnh viện lớn ở tại Sài Gòn là đúng. Nhưng mà những cái căn bệnh cơ bản thì thậm chí là những cơn sốt ho này kia thì bệnh viện tỉnh theo như mình nghĩ họ thừa khả năng để mà khám điều trị cho người dân của chúng ta. Đó, Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2 anh chị, ở đây có rất nhiều bệnh viện, quận 5, quận 10 là rất nhiều bệnh viện luôn anh chị. Cho nên phải nói những cái bệnh viện lớn ở tại Sài Gòn của chúng ta như là bệnh viện 115 ở quận 10, bệnh viện Nguyễn Trãi quận 5, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện An Bình quận 5, rồi bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Chợ Rẫy, rất là nhiều bệnh viện lớn tại Sài Gòn của chúng ta
rơi vào các cái trường hợp là quá tải, đặc biệt là những bệnh viện lớn như là Chợ Rẫy và Đại học Y Dược hay là bệnh viện Ung Bướu chị. Thật sự mà nói nó rất là đông, đông đến nỗi là chúng ta đi vào khám bệnh rất là cực khổ luôn anh chị. Anh chị biết là bệnh viện Ung Bướu ở tại quận Bình Thạnh đó, nằm trên đường Nơi Trần Long, cũng phải nói đông cực kỳ, đó là bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1. Và Sài Gòn của chúng ta thì có một bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 ở thành phố Thủ Đức đó anh chị. Đầu tư gần 6.000 tỷ đồng mới hoạt động thôi cũng đã quá tải luôn anh chị. Rất là nhiều bệnh nhân ung thư phải chờ lâu mới được đến cái lượt phẫu thuật hoặc là xạ trị anh chị. Đây là ngã tư của con đường Lý Thường Kiệt và con đường Hồng Bàng, Hùng Vương Plaza anh chị. Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 nằm ở thành phố Thủ Đức anh chị, là một bệnh viện phải nói là chuyên về điều trị ung thư, và có thể dám nói luôn là bệnh viện này nó có một cái quy mô lớn nhất của cả nước. Nhưng mà anh chị biết là chỉ hơn một năm đi vào hoạt động thôi thì bệnh viện này cũng đã quá tải. Bên tay phải màn hình của chúng ta là trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nằm sát bên bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Bệnh viện Ung Bướu thì phải nói là đa số là người dân ở các địa phương, các tỉnh thành lên điều trị mỗi ngày cả hơn 1.000 bệnh nhân. Còn ở tại Sài Gòn thì người dân Sài Gòn khoảng tầm 700 đến 750 bệnh nhân mỗi ngày mà thôi. Còn đa số là bệnh viện Ung Bướu này đón những bệnh nhân ngoại trú điều trị rất là nhiều, chủ yếu là các tỉnh thành trong khu vực. Đây là bệnh viện Đại học Y Dược anh chị, cơ sở 1, rất là lớn luôn, trên đường Hồng Bàng của chúng ta. Đây là một trong những bệnh viện cũng khá hiện đại và bác sĩ cực kỳ giỏi luôn anh chị nha. Chúng ta cũng phải nói là rùng mình khi mà biết rằng mỗi năm Việt Nam có hơn 180.000 ca ung thư mới. Ung thư mới đó gì, hơn 180.000 ca. Đây là một trong những căn bệnh mà nó đã và đang làm cho một gánh nặng về gia đình cũng như là cho xã hội trên thế giới. Và đặc biệt ở Việt Nam của chúng ta là một đất nước còn nghèo, người dân còn rất là nghèo, chiếm tỷ lệ lớn chị. Cho nên những người mắc ung thư và tử vong thì phải nói tiếp tục tăng, tiếp tục tăng anh chị. Việt Nam không mà tới hơn 180.000 ca ung thư mới thì thôi chứ ớn lạnh luôn cô chú anh chị các bạn. Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 tại thành phố Thủ Đức là phải nói đang lâm vào một tình trạng là quá tải. Và phần lớn là đa số bệnh nhân ung thư người ta chọn đến để mà điều trị tại các bệnh viện lớn, dù phải chờ đợi rất lâu. Có những bệnh nhân người ta phải chờ đợi cả 4-5 tuần mới tới lượt xạ trị anh chị. Đây là một trong những cái vấn đề cần nan giải và cần phải giải quyết sớm. Đây là khu vực xung quanh bệnh viện Đại học Y Dược anh chị, mặt sau của bệnh viện Đại học Y Dược. Nay cập nhật một số hình ảnh tại quận 5 để gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn về tình hình đường phố cũng như là tình hình ở tại các bệnh viện ở Sài Gòn của chúng ta, đặc biệt là một số bệnh viện chính, để cho thấy rằng cuộc sống của chúng ta còn có quá nhiều áp lực, đôi khi chúng ta quên đi về cái sức khỏe của chúng ta cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Đó là gánh nặng trên đôi vai của những người lao động nghèo ở tại Sài Gòn của chúng ta nói riêng và Việt Nam nói chung. Ngày nay cũng không có còn những cái câu như là
một túp liều tranh hai quả tim vàng nữa đâu cô chú anh chị các bạn. Ngày nay không có tiền là chúng ta chấp nhận đau khổ. Ngày nay những việc gì mà không giải quyết được bằng tiền thì nó sẽ được giải quyết bằng rất là nhiều tiền luôn quý vị. Như vậy những hình ảnh này cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.